phóng viên tiếp cận với kế toán của một doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng. Đang có nhu cầu mua hóa đơn, chỉ cần gõ từ khóa lên trang mạng xã hội, người kế toán này không khó để có thể tìm được số điện thoại của người chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Alo, em chào chị ạ, cho em hỏi đây là số của chị Nhung không ạ? Em vừa mới tìm được cái bài đăng của chị ở trên trang dịch vụ mua bán hóa đơn đỏ ấy. Vâng, công ty em có nhu cầu muốn mua một số hóa đơn về các cái mặt hàng như là gạch, cát, đá và các dịch vụ ăn uống ạ. Vâng, chị không biết là bên chị cung cấp như nào chị nhỉ? Em lấy bao tiền đó? Em lấy số lượng khoảng từ mỗi loại từ 500 trở xuống. Thế thì trưởng bản là hay là như nào? Vâng. Thế thì chắc chắn là chị trưởng bản rồi, không thể nhỏ thế không? Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì là chắc là chị phải tầm 6,5. Bao nhiêu chị? 6,5. 6,5 à? Tất cả là gì? Tất cả là gì thế? Sau khi chốt được giá mua bán, phóng viên tiếp tục theo chân kế toán gặp gỡ người bán hóa đơn. Tại đây, người phụ nữ này cho biết do tập hợp được các loại hóa đơn từ nhiều nguồn khác nhau nên loại hóa đơn nào cũng có. Còn hóa đơn có giá rẻ đều có giá 6,5% là bởi việc cân đối hóa đơn có giá thấp bù vào giá cao. Khi bán hóa đơn, người này chỉ bán với số lượng lớn thì mới có giá thấp như vậy. Em yên tâm, đảm bảo em yêu cầu gì chị cũng có. Em yêu cầu gì chị cũng có luôn. Chị khẳng định đấy nhá.